Auto cần đặt xe. Xin kính chào quý anh chị trở lại với em Trường, đại diện tư vấn bán hàng của Trung tướng Auto Ngô Cầm Cang, với số hotline liên hệ là 0866482286. Địa chỉ kinh doanh cơ sở Hà Nội là 495 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, và có địa chỉ ở trong thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương là số 709 đường DT 743B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhà em thì có hai cơ sở anh chị nhé, một Bắc và một Nam đó. Thì hôm nay em sẽ gửi tới cho các anh chị một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp anh chị nhé. Thì anh chị đầu tiên có thể thấy đấy là nhà em thì showroom bây giờ đang rất là trống, rất trống anh chị nhé. Hôm nay thì anh em bán xe rất là nhiều và hiện tại bây giờ thì vô cùng trống rồi. Thì hiện tại sắp tới nhà em cũng sẽ về thêm xe để cho quý anh chị có thể là lựa chọn được nhiều hơn. Ở Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp sản xuất và đăng ký 2021 màu mận 9 anh chị nhé. Màu mận 9 ạ. Xe này thì một chủ từ mới chạy 5 vạn tư là hơi nhiều so với cả là cái ý kiến của anh chị và so với cả mà bằng chung một chút, hơi nhiều hơn một chút. Và mức giá này thì nó đang khá là hợp lý, nhà em bán thì đâu đấy là khoảng 980 anh chị nhé, đâu đấy 980 thôi. Ở cái form này thì chúng ta sẽ có cái ngụy thiết kế nó khác hẳn hoàn toàn so với cả là form mới. Hệ thống đèn thì tất cả đều là LED rồi, ngoại trừ cái đèn xi nhan, và chúng ta sẽ có 4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau. Form này chúng ta sẽ không có các cái gói adaptive của nhà Hyundai, ví dụ như là hỗ trợ địch làn, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo địch làn, mà chúng ta chỉ có cái hệ thống hoạt kính HUD thôi. Cam 360 thì cũng chưa có. Em mời anh chị đi vào xung quanh xe một chút. Về tổng thể thì xe sơn zin của xe còn rất là nhiều anh chị nhé, rất nhiều ạ. Đấy, chúng ta có thể xem được cái nước sơn của xe thông qua các cái chi tiết xung quanh xe đây. Đấy, các cái viền này này, để chúng ta có thể thấy là chiếc xe này đã từng sơn nhiều như thế nào chưa, lăn nhem như thế nào. Kiểm tra rất là dễ thôi anh chị nhé, cũng không có đâu. Và một chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít thì chúng ta có thể dựa vào cái chất xe từ lốp láp này cho đến cái chất liệu nội thất chúng ta có thể biết được. Form này thì chúng ta sẽ có cái trần nỉ anh chị nhé, trần nỉ sờ rất là sướng, nó không giống như trần vải trên form mới. Chỉ form này chúng ta mới có cái trần nỉ thôi, là phiên bản cao cấp thì mới có cái trần nỉ cực kỳ là sướng anh chị nhé. Đây, em mời anh chị đi vào bên hông này một chút. Đây, đầu tiên là các khớp nối này thì rất khít, và cái lốp chạy 5.4 thì cũng còn rất là dày anh chị nhé. Lốp cung hô này nó rất là bền, nhưng mỗi cái là nó hơi cứng và nó hơi giòn, cứng thì hơi ồn, giòn thì dễ bị bể khi mà chúng ta đi vào cái đường xấu. Bật lên xuống, chủ xe đã lên rồi đây. Khớp xong rất là khít này. 2.2D hatchback Santa Fe Premium nhé. Chủ xe thì đã thêm một cái cản sau và làm ốp giảm bô đôi nữa, rất là đẹp. Và hàng thứ ba chúng ta có thể gập phẳng xuống được. Hàng thứ ba giờ phẳng được anh chị nhé, rất tiện rồi. Tạo thành một mặt phẳng vô cùng là rộng rãi để chúng ta có thể là nghỉ ngơi khi mà đi cái đường dài. Cái này lát em sẽ gỡ ra. Đây là một cái thanh chúng ta có thể để đồ thôi. Đây, để đồ nó chia làm hai tầng lên chị. Đấy. Chia làm hai tầng để đồ đây, trên để nhẹ, dưới để nặng. Hàng ghế thứ hai thì chúng ta có thể gập bằng được một cái nút bấm anh chị nhá, gập được nhưng mà lại không thể nâng lên được bằng cái nút này. Và thậm chí cái nút chỉnh cửa gió điều hòa người thứ ba thì chủ xe còn chưa bóc cái ni lông nữa, vì là không dùng đến là người thứ ba. Xe rất là mới, rất đẹp, tất cả đinh tán keo chỉ còn nguyên bản hết đây chị nhá. Đây, trần nỉ đây, riêng chỉ có cái form này và phiên bản cao cấp nhất này chúng ta mới có cái trần nỉ thôi. Còn tất cả những cái form này, trước form này, những bản thấp hơn hay kể cả là sau form này, kể cả là có bản cao cấp thì cũng không có cái trần này nha chị, sờ rất là sướng. Em mời anh chị đi qua má ghế một chút đi. Và các cái nút bấm xem là nó đã bị phai mờ nhiều chưa. Ghế da thì ghế da rất là xịn sò rồi. Hàng ghế thứ hai thì đây cũng còn rất là cứng này. Má ghế thì còn rất là căng. Nói chung là cái hàng ghế thứ hai thì sử dụng cũng không nhiều. Đi vào hàng ghế thứ nhất thì đây, má ghế nó còn rất là căng nha. Chúng ta chỉ có vài cái nếp nhăn thôi, nó chưa bị sệ xuống anh chị nhé, chưa bị sệ này, chỉ có vài nếp nhăn thôi nhé. Chứng tỏ là chiếc xe này thì chủ xe hay di chuyển đường dài thôi, chứ không phải là lên xuống nhiều và mà ghế nó lâu bị sệ. Chỉ chạy 5.4 hơi nhiều so với cả mặt bằng chung một chút thôi anh chị nhé. Chúng ta sẽ có hắt kính này, đèn các thứ đều auto hết, cả khóa bị sai, tắt bật cảm biến cũng như là cái cảnh báo vượt. Đây là cảnh báo điểm mù đấy, mở cốp điện. Có các chế độ lái đầy đủ anh chị nhé.
Canva số 10 chúng ta chưa có đâu, sao không thấy vị trí này. Và các nút bấm này nó rất là sắc nét nhé, 2021 mà rất là mới nhé, rất mới. Chọn nắp toàn cảnh, gương chống chói ông tu. Thì tổng kết lại video thì em sẽ gửi tới cho quý anh chị một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp sản xuất và đăng ký 2021. Xe một chủ từ mới chạy 35,4 vạn. Và mức giá nhà em đang bán thì đâu đấy chỉ khoảng 980 anh chị nhé. Anh chị quan tâm chiếc xe này vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại là 0866 48 2286 ạ. Em chào anh chị, chúc chị thật nhiều sức khỏe.